em còn tuần nữa là đi du lịch ngay ngày mai. Em thấy đây là chương trình rất là sôi động và lúc nào cũng được nhảy nhót. Em thấy chương trình này rất hợp với bọn em. Em chương trình này rất là thoải mái. Em nghĩ là chương trình này nó không căng thẳng như một số chương trình khác, mà nó tạo ra một cái hứng thú, tạo ra một cái sân chơi mới và rất hợp với sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn thắc mắc không biết những bạn trẻ vừa rồi đang nhận xét về chương trình nào. Hà Ly tin chắc rằng các bạn cũng sẽ có những cảm nhận như thế sau khi xem một chương trình mà với khán giả VTV3 sẽ giới thiệu ngay sau đây. Hành khách cuối cùng là sân chơi mới được mua bản quyền từ trò chơi gốc của Argentina. Việt Nam là nước thứ hai ở châu Á thực hiện sản xuất chương trình này. Đây là sân chơi dành riêng cho các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng thuộc khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Tham gia chương trình này, các bạn trẻ sẽ không chỉ được thể hiện tài năng, kiến thức mà còn được tham gia vào các trò chơi hấp dẫn, được ca hát và rèn luyện sức khỏe. Có thể nói hành khách cuối cùng thực sự là một sân chơi sôi động, hấp dẫn, trẻ trung và đề cao tinh thần đồng đội. Tôi có đọc một cái tờ báo có nói rằng là có quá nhiều cái trò chơi truyền hình thì dễ dẫn đến nhàm chán. Nhưng mà vấn đề là chỗ là trò chơi nào, nếu chúng ta chịu khó tìm tòi, nếu chúng ta tìm được cái trò chơi mà đáp ứng được với lại cái ý thích của các bạn trẻ và nó lại bổ ích, nó thiết thực mà nhất là nó lại vui nữa thì không bao giờ có sự nhàm chán cả. Tôi nghĩ rằng là những cái trò chơi như này rất là bổ ích. Nó để cho các bạn có cái dịp biểu lộ cái tinh thần đồng đội, cái tinh thần tập thể và bộc lộ được cái háo hức đối với những cái mới lạ của cuộc sống. Là sự kết hợp của rất nhiều chương trình giải trí như hành trình văn hóa, trò chơi liên tỉnh hay trò chơi âm nhạc, hành khách cuối cùng đã thành công khi lôi cuốn và hấp dẫn được khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên. Trong mỗi chương trình sẽ có 3 đội chơi đại diện cho 3 trường, mỗi đội gồm 15 người. Mỗi đội chơi sẽ có một đội trưởng, người đóng vai trò quan trọng quyết định trong quá trình chơi. Tham gia hành khách cuối cùng, 3 đội chơi sẽ lần lượt tham gia các trò chơi băng truyền, tìm chìa khóa, điệu nhảy trẻ thơ, cho bạn hay cho ai, ghi nhớ bước nhảy và một số trò chơi phụ hấp dẫn khác. Nếu vượt qua được các trò chơi này, lần lượt các thành viên sẽ được lên xe buýt cho đến khi còn lại 10 hành khách cuối cùng. Nhưng đây chính là điều làm nên điều thú vị của chương trình. Vì cuộc hành trình đến đây chưa phải đã kết thúc, người cuối cùng trong đội chơi sẽ phải chọn lựa một trong 2 chiếc chìa khóa để có thể khởi động được xe buýt của họ. Nếu lựa chọn đúng, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Nếu sai, cơ hội sẽ được dành cho đội kế tiếp. Và em vừa xem chương trình mẫu bên trong ạ, thì em thấy kiểu các bạn ấy thì rất là sôi động và nhiệt tình. Còn em, nhưng mà bọn em nghĩ là sinh viên Việt Nam ấy có thể sôi động và nhiệt tình hơn được nữa ấy. Và bởi vì bọn em có trong mình ấy sẵn có một sự nhiệt tình, sự hăng hái hết mình. Với cái sự nhiệt tình, với cái sự năng động của sinh viên thì tất cả các đội chơi, không riêng gì trường công đẳng của cùng, sẽ cống hiến cho các bạn sinh viên cả nước cũng như các khán giả xem truyền hình những cái show game vô cùng hấp dẫn, sôi động và tuyệt vời. Khác với các game show khác, sân khấu của hành khách cuối cùng phải là một sân khấu được thiết kế rộng, đủ sức chứa 3 chiếc xe buýt lớn với khoảng hơn 200 chỗ ngồi dành cho các cổ động viên. Trong đó, hệ thống âm thanh, ánh sáng đóng vai trò rất quan trọng và là yếu tố xuyên suốt, tạo nên dấu ấn đặc trưng riêng, gây được thiện cảm với khán giả truyền hình nhiều nước. Do đó, làm thế nào để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, đúng với format gốc là điều những người thực hiện chương trình luôn quan tâm. Cho đến thời điểm này, chương trình đã rất thành công. Tôi hy vọng khi ghi hình, game này cũng sẽ thành công như tại Argentina hay Chile. Chúng ta có nền văn hóa rất khác biệt, nhưng khi ghi hình chương trình, chúng tôi mới nhận thấy giữa đất nước các bạn và chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Vậy nên chương trình đã rất thành công. Những đạo diễn, kỹ thuật viên của VTV đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Một chương trình mới ra đời, hy vọng sẽ mang đến cho quý khán giả những niềm vui mới. Hành khách cuối cùng sẽ là sân chơi để các bạn được thỏa sức thể hiện mình và được chơi hết mình. Quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem chương trình Hành khách cuối cùng phát sóng vào 20 giờ.